Muốn yêu một người phải tìm hiểu xem người ta thế nào. Người ta có tốt như em đã từng nghĩ. Có yêu mình em không, có thương mình em không. Anh chỉ xem em như là trò đùa thoáng qua. Muốn yêu một người phải dành thời gian yêu nhau rất nhiều. Là cảm xúc quá quá không thể bền bỉ. Nỗi đau ngày hôm nay cũng sẽ là đài học để em yêu ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.